Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyên đang trình diễn sơ âm của một cặp loa đến từ Mỹ, thương hiệu là PV, model là SP2, con bồ cạp. Đây là một dòng loa sử dụng bát 40 từ 220 coi 100 và một tiếp kèn từ 14 họng 51. Một dòng loa gọi là bản giới hạn của hãng tung ra SP2 con bồ cạp, một bản limited của hãng hay còn gọi là Black Widow. Đây là những dòng loa được sản xuất theo số lượng của Mỹ nhé, số lượng giới hạn đấy của Mỹ đấy. Với thiết kế một thùng cực kỳ to mà cân đối, có thể cho một tiếng bát đánh cực kỳ uy lực, mạnh mẽ và sâu thẳm. Để tiếp các bạn nghe, nó cực kỳ sắc sảo, gọn và trong sáng lẩy, giải lời thì rõ ràng. Với dòng loa này, các bác có thể nghe được tất cả các dòng nhạc ở Việt Nam, Zumba, Zimix, Brezo, nhạc sàn. Đặc biệt hát karaoke, trời giọng ca bay sáng và thoáng. Thì với đôi loa này là bên em thanh lý được một đôi ở bên Mỹ mang về Việt Nam, hàng mới tinh luôn nhá, còn nguyên thùng xốp, hàng mới tinh, còn nguyên sử dụng, tức là chưa qua dụng một ngày nào ở bên Mỹ, về thẳng Việt Nam. Và đôi loa có thể nói là cực kỳ chất. Thì có rất nhiều các dòng loa PV anh em đang bán như là SP2 bản thường, và thường loa thùng gỗ bọc lỉ nhá, và hòm phễu kèn. Còn đây là bản giới hạn, bản cao cấp thì nó sẽ có cái căng kia, nó bao trùm tất cả luôn lên loa. Và thùng nó là dạng kiểu như là một dòng sơn cao cấp, tức là chống chảy, có thể lấy móng tay quẹt thoải mái vào thùng nó không bị chảy. Và nghe loa rất đẹp nhá, loa trưng bày rất đẹp. Và anh em quan sát là ở phía trên ấy, nó là SP2 con bồ cạp Black Queen, và một cái biểu tượng SP là được khắc chìm ở căng lưới, ở dưới là PV. Đây là con bồ cạp này, đó, mới tinh, chưa qua sử dụng, hoặc chờ xem. Còn nguyên cả tắp lô. Thì với dòng loa này có thiết kế như sau. Rộng nó bác nhá, đây rộng nó đây 53, sâu 60, K82. Vậy thì bác nó bung ra này, có ở quanh rất là phê nhá, hàng mới đét. Đây là sơn cao cấp anh em ạ, đây là sơn cao cấp này. Đây sơn của dòng nhựa đấy, cho nên nó không bị chảy xước, có thể anh em cạo thoải mái này, cực kỳ cao cấp của hãng. Bác nhìn này, đấy, những thước phim em quay, những góc máy em quay ở các góc cạnh, có thể xoay. Táp lô của này đủ nhá, một đèn loa còn táp lô này đủ. Công suất của nó hoạt động là từ em quay kỹ cho bác rồi xem công suất này. Đấy, công suất của nó, công suất của nó từ 600 đến 2000. Đấy, 1000 là chế độ program, 600 là chế độ min, còn 2000 là max bác nhá. Đấy, loa tình trạng là xuất sắc, nó mới tinh bác nhá, được sản xuất tại Mỹ, Made in USA. Và đây là những dòng loa dòng rồi, cho nên nó không lẫn ra được anh em nhé. Thì với dòng loa này nó có thiết kế như sau, nó có hai chế độ đánh khác nhau, một là BM, các bác có thể là đánh cộng trừ một là cho bát, còn là cộng trừ hai cho tép, tức là có thể biến loa thì có rút được, nghe tép không được. Và chế độ full run, nó đánh đầy đủ luôn, cắm vào cọc này đầy đủ. Thì với thiết kế của loa này, thiết kế bác cả jack lưu trích này và jack sau ly, nghe nhạc hết điểm luôn, cực kỳ hay luôn nhá, cực kỳ hay. Loa mới tinh, loa mới tinh, chưa qua sử dụng, thanh lý ở kho lưu trữ bên Mỹ về. Và đây ok chưa, thiết kế nó vẩy đúng là nó là đẳng cấp luôn, cực kỳ hay và sắc nét. Nghe nhỏ cũng đủ dài, nghe to cũng đủ dài, nghe trung bình đủ dài luôn. Đấy, loa có thể nói xuất sắc. Thì bên cạnh những loa SP 2 của bộ cạp, em phải được đôi loa Mỹ bãi nhá, còn đây là SP 2 cơ, cổ tư cổ tép giống như con kia. Đấy, to như nhau, còn đây là 18 năm nghe cũng không đỡ được. Với phân khúc tiền tầm này thì các bác nghe đôi loa này có rất hay nếu mà bãi. Còn đôi loa này có giá là trên dưới 30 triệu nhá, trên dưới 30 triệu luôn, hàng nguyên hộp xốp, gọi là tiếng loa anh hay, độ bền cao. Bác có dùng 5-10 năm sau nó vẫn thế, 5-10 năm sau vẫn thế, thậm chí dùng 20 năm sau vẫn thế, nếu anh đúng tải. Đấy, chỉ một tiếng tép đánh ra có thể là xé lòng luôn, tiếng bát nó thả. Với loa này các bác không cần xốp nhá, mới đét, hàng mới đét bác nhá, nghe sướng lắm. Giải lời dép của nó thì thôi luôn, hay bát cực kỳ mềm sâu. Và được một đôi duy nhất thôi nhá, và được một đôi duy nhất thôi nhá, không hai đôi. Đấy, hàng nguyên được xốp. Từ khi em làm loa bãi thì
gặp những đôi loa mà của Mỹ về mà giá hợp lý này là ít lắm, không có nhá, không có đâu. Thật sự mà đam mê thì chốt ngay. Đấy. Chốt ngay với nhá, không còn đâu. Giá trên dưới 30 triệu. Những đôi loa này như 5-1 năm thì không so bắt được bao nhá. Không phải so được luôn. Tiếng cực kỳ hay luôn. Đây là một thước phim quay giới thiệu các bác. Hàng mới xin không báo nhá. Đấy. Cực kỳ hay luôn. Mỹ loài từ 220 con 100. Tép kèn lo thường một tép là 14. Họng 51. Giờ XK2. Ok bác. Bây giờ em sẽ trình diễn cho bác một cái bài hát nhá. Đấy là về nhạc không lời. Cái này bác nghe nhạc không lời thì nó như rót mặt vào tim rồi. Nó rất là hay, nó mềm mại, em đánh nó không rứt đầu. Tiếng bắt này nó phê. Đấy bác kêu thì phốt vào nghe cái đôi này nó nhả âm. Không phải nhả âm. Hay. Giá cực kỳ hợp lý nhá, bán nhanh. Bán nhanh để lấy chỗ chuyển lao khác về. Gác lạnh về khuya cơn gió lùa. Nghe giọng Mỹ nó thổi rồi. Trăng gầy nghiêng bóng cài sông. Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt. Lá vàng nhẹ nhẹ đưa. Tương như bước lê hè phố. Quá đã tài nhá. Bây giờ em cho dừng nhạc và giới thiệu lại một lần nữa là các bác nắm đôi loa. Thì đây là đôi loa được thanh lý ở những kho lưu trữ nước ngoài về nhá, bên Mỹ về. Đây là dòng loa đến từ thương hiệu PV, được sản xuất tại Mỹ và do Mỹ xuất. Model là SP2 con bổ cạp bản Black Widow nhá. Cực kỳ hay, công suất tối thiểu từ 600 đến 2000W. Đấy, công suất chạy liên tục là 1000W. Thiết kế thùng là hình thang cân. Dùng một bát 40 từ 220 coi 100 và một tép kèn. Và nhớ đây là dòng bổ cạp nhá, bản len mất thần của Mỹ, tức là giới hạn thôi, không có nhiều đâu nhá. Mà nhìn đẹp chưa? Tất cả là mới test rất chỗ hoạt động, còn nguyên cả thùng xốp và táp lô. Thì giá em đang chào bán giá là trên dưới 30 triệu. Các nhá. Thì đây đôi loa có thể nói là độc nhất Việt Nam, mã đầu tiên Việt Nam. Có rất nhiều bản là SP2 thông thường, đây là SP2 con bổ cạp. Bao nhiêu cái thùng nhá, rộng 53, sâu 60 và cao 82. Đây là bánh rất hay, nghe nhạc được hát karaoke. Thì với con loa này nó bao cái phòng từ 30 cho đến 6-7-80 m² là ok. Nếu gia đình với nhá là tốt. Mọi thông tin mua sắm các bác liên hệ với em số điện thoại 0936 583 140. Anh Nguyễn Giao Hàn Quốc nhá. Anh Nguyễn chào các bác.